xin chào toàn thể các bạn nhé. Tiếp tục ngày 29/11/2018, em lại quay cho các bác xem một mẫu xe Santa Cruz Gold sản xuất năm 2003, đăng ký lần đầu 2008, form mới các bác nhé. Xe em đã rút hồ sơ, em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0976081699, em Loan Kim Ngôn Hải Dương. Bây giờ em sẽ đi chi tiết một vòng xe, xung quanh xe cho các bác cùng xem. Đây, một phần đầu xe đây. Xe cam kết với các bác là không đâm đụng ngập nước gì nhá, các bác test thoải mái luôn. Đèn trước còn nguyên nhá, nguyên bản nhá. Máy dầu rất là phù hợp cho các bạn đi công trường, tiết kiệm nhiên liệu mà máy rất khỏe, gầm cao, màu bạc nhé, màu bạc nguyên bản nhé, lốp mới 98%, na răng đúc, lốp đây, các nhìn đây, mới 98% luôn, chủ xe mới thay nhé. Trang bị hai túi khí phanh ABS, cửa sổ trời, màu bạc sơn zin, tay cầm mạ chrome rất là sáng. Đằng sau đây rất là mới. Đây, phía sau xe đây, em đã rút hồ sơ rồi các bác nhé, bác về chỉ cần sang tên thôi. Với giá 250 triệu đồng, các bác có thể sử dụng ngay một chiếc xe gầm cao, máy thoáng và máy dầu này, về chạy công trường như chạy gia đình rất là phù hợp. Giờ em sẽ đi vào tổng thể cái phần nội thất bên trong cho các bác cùng xem nhé. Vâng, đây là nội thất của chiếc Santa Fe Gold, bản đủ, sản xuất 2003, đăng ký lần đầu 2008, form mới nhé. Keo chỉ zin 95%. Nói chung là qua thời gian sử dụng ấy, nó vô cùng là bình thường. Chứ những cái dòng xe này chẳng ai chạy taxi rồi. Gương kính chỉnh điện, theo thời gian thì cái phần giả gỗ này thì nó bong, nói chung là không vấn đề gì. Nội thất đây, nội thất nói chung là cũng còn tương đối là đẹp. Cửa sổ trời nhá, hoạt động bình thường. Nói chung là mọi chức năng trên chiếc xe này thì hoạt động bình thường, không có vấn đề gì cả. Xe máy dầu chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là phù hợp cho các bác nào chạy công trường. Số tự động rất là khỏe máy. Bệ tì tay đây, rất là mới. Với cái tầm tiền là 250 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe động cơ máy dầu này thì khá là phù hợp. Các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0976081699 nhé. Đây, trên vô lăng này nó cũng có đầy đủ một số phím tích hợp trên vô lăng này rồi. Màn hình DVD, trang bị màn hình DVD siêu LED luôn. Âm thanh nghe cực hay. Này, tắp đi tắp nô đây. Đây, phần
cửa sau đây. Biết chi tiết hơn nữa thì gọi điện trực tiếp cho em nhé, và kết nối Zalo cái số 0976081699, em sẽ phát trực tiếp cho các bác cùng xem. Nhìn ghế sau đây, ghế sau là thường là rất là ít người ngồi nên là còn rất là mới, khá là mới luôn, để chân rất là rộng rãi thoải mái đó. Cốp rất là rộng rãi, rất là phù hợp với các bác nào đi công trường để đồ, rất là nhiều đồ. Thì em đã rút hồ sơ, bác về chỉ cần sang tên nhé. Nốt rất là mới. Nói chung là các bác mua về thì không phải làm bất cứ một cái gì. Những gì mà cần làm cho chiếc xe này thì em đã làm đầy đủ rồi. Các bác về chỉ cần đổ dầu chạy thôi. Santa Fe Gold là một dòng xe rất là ưu chuộng. Thời gian vừa qua thì bên em các bác đặt hàng cái dòng Santa Fe Gold này rất là nhiều. Còn bác nào chốt nhanh thì alo trực tiếp cho em nhé. Xem xe tại thị trấn Kinh Môn, Hải Dương. Cửa sổ lốc bản đủ, cửa sổ lốc form mới, đăng ký lần đầu 2.8. Tầm tiền 250 triệu sở hữu ngay một chiếc xe máy dầu 7 chỗ. Bây giờ em sẽ mở phần khoang máy cho các bác cùng xem nhé. Động cơ khoang máy chiếc Santa Fe Gold 2.3. Đây các bác cùng nhìn ạ. Còn khá là đẹp. Máy rất là khô. Xe không hề bị đâm đụng vào nước gì. Cột kèo còn nguyên. Quay chi tiết phần máy cho các bác cùng xem. Rất là khô ráo. Để sở hữu em nó thì các bác hãy gọi cho em nhé. Qua số điện thoại 0976081699 nhé. Vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm đến video này. Và các bác đừng quên chia sẻ cũng như là để lại một like và đăng ký giúp em kênh để tiện theo dõi những thông tin xe mới nhất em về từng ngày. Em xin chân thành cảm ơn.